2 tuổi. Cũng vâng, giờ 2 năm trước cháu Thủy Linh sinh ở bệnh viện Cần Trà. Nay bác lấy cháu về thăm ông bà, gia đình và sinh nhật cháu tại quê nội, quê ngoại của cháu. Diễn hết chả? Ôi trời, là hai quả đấy đấy mà vừa khít. Thế ra có sao nào? Cái cởi vợi một áo ra trên mặt. Diễn quá. Thôi diễn quá. Thủy hôm qua đổ hôm nay xuống đi. Xong lấy ốc bó ốc cái đồng hóa kia 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 kia. Sinh nhật cháu Thủy Linh 1991 năm 99. Sợ lắm. Diễn quá. Ông mặc vừa nhờ. Của cháu Việt đấy nhỉ? Đây là ông ngoại của cháu Việt và cháu Thủy Linh đang thắp hương để cúng. Bà ngoại của cháu 2 mét bên dưới cháu ha. Cái đá to đá trắng thôi, nhưng mà cái đá kia mất mất cúi ra là biến nhá. Đá trắng không vào được á. Ông Thủy đang mặc quần áo cho cháu chuẩn bị cháu Thủy lên đấy. Bà thông cảm cho con làm sao đâu. Đi ra nào. À, bây giờ mới vào đây, bây giờ mới làm tổ chức đây. Nói chung là bên ngoài thì các cậu, các bà đều đến đây. Trăm tuổi. Trăm tuổi. Trăm tuổi. Trăm tuổi. Trăm tuổi. Hả? À, bây giờ chưa phải làm việc xong chiều. Nhưng mà cũng có khả năng là được đấy. Đi. Được bố bảo bác Khuyến là cái này ok rồi. Bố sinh nhật 150. Cháu biết cài. Nó đang làm việc ở trong này. Cứ vào trong nhà uống nước. Không, đây là con nhận không lập. Đây đó đây con bé này ở kia. Hôm nay con thế là báo cáo với gia đình là ngày sinh nhật của cháu Thủy Linh. Thế cháu Thủy Linh là sinh ở bên tiệc. Hôm nay về đây là vừa tròn 2 tuổi. Ngày hôm nay là ngày 9 tháng 1 đầy 2 năm tròn sinh nhật cháu và gia đình tổ chức cho cháu để cho cháu vui và chúc cháu tức là thêm 1 tuổi và mạnh khỏe để các ông các bà coi như thế là vui với cháu. Chúc mừng sinh nhật cháu. Cháu xin khỏe và thật ngoan. Cháu xin bà. Cháu bế lấy. Nào ra đây ông bế tí nào. Thủy Linh thổi lên đây nào. Cả anh Việt ở đâu? Cả bác Thủy đây. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Hai bạn. Đó rồi. Có Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội. Hà Nội, Hà Nội. Hà Nội, Hà Nội. Hà Nội, Hà Nội. Ôi lên máy bay, cứ lấy hai á. Hôm nay là ngày sinh nhật cháu Thủy Linh tròn 2 tuổi. Nên sinh nhật ở nhà ông bà ngoại. Thì hôm nay thì cũng rất cảm ơn ông nội, ông bà ngoại rồi tất cả gia đình, các bác, các cậu, các chú, các vợ đã đến dự buổi sinh nhật của cháu. Nên cháu chân thành cảm ơn ạ. Vâng.
Hôm nay bác Tuyến thì đau mắt không vào được. Đó, bác gái vào đây. Này bác Cẩn cũng vào, Nam Định cũng vào. Alo, alo. Chị ơi, anh là với chị Vương đâu? Chị ơi, ngồi đây không ngồi được à, chị Vương không bỏ tay. Hả? Đâu ra cho chị đây này. Anh ăn đi nào, ăn cái gì này? Ăn đi. Đi cầm chân. Nói ăn đi, ăn cái gì ăn đi. Không dám rồi. Dầu. Không có chị Minh chị cũng cười chị không ăn mùa nè cháu đâu ba năm mùa tuổi ông chỗ thao năm tám phải sao làm việc mà cơ mà cô mà nói này thì là quay không có cười là đừng có mà quay có cái răng phải bộ cả quay cô chết rồi. Bao giờ cô bà kia giống bà nội em thì luôn mi với kiểu nhá, cháu giống cháu thấy giống bà trong hình đó khuôn mặt của bà như đó. Không yêu thì mấy câu. Bà đúng là bà ba mình.